Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin nói về vấn đề là vì sao người Nhật cho con học duy cư ha. Thì duy cư hay còn gọi là học thêm ngoài giờ học ở trường chính á, thì nếu như mà bạn cho con học ở những trường công ở Nhật á, thì việc cho con đi học những trường duy cư là rất là cần thiết. Nếu như con bạn chỉ học ở những trường công bình thường thôi thì sẽ khó có thể vào được những trường trung học cơ sở hay trung học phổ thông hay những trường đại học tốt. Điều này đồng nghĩa với việc là giống như là ví dụ như con bạn mà không có tốt nghiệp những trường tốt á, thì khó có thể vào những công ty tốt và khó kiếm được thu nhập cao ha. Thì vì duy cư thì cũng giống như ở Việt Nam vậy, gọi là những trường luyện dạy luyện thi hoặc là bổ sung kiến thức cho những học sinh ở những trường công á. Ở Nhật thì số lượng trường duy cư rất là lớn, vượt qua số lượng trường vượt qua số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cộng lại luôn ha, rất là nhiều. Vì vậy nó mang lại doanh thu khổng lồ cho ngành giáo dục, hàng nghìn tỷ yên mỗi năm luôn. Thì theo khảo sát thì có khoảng 50% học sinh cấp 3 sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ học đại học. Và nếu những thí sinh đó muốn học đại học thì phải luyện thi ở các trường luyện thi duy cư này ha. Thì học phí rất là đắt đỏ, có nhiều dạng, rất là đa dạng. Có một số trường tương đối ổn nhưng mà một số trường cũng khá đắt đỏ. Và nếu như mà giáo viên dạy kèm chỉ một mình học sinh đó, thì còn sẽ đắt hơn là kèm một nhóm 2-3 bạn nữa. Mình đưa ra ví dụ học phí dạy kèm của trường duy cư Ito. Trường này cũng mình thấy cũng khá là nhiều, khá là nổi tiếng ở trên toàn quốc luôn ha. Thì mình xin để đưa ra ví dụ như vậy để các bạn biết là thì cho con học khoảng học thêm thì học phí là khoảng bao nhiêu ha. Thì đối với học sinh học trung học phổ thông á, thì sẽ là tại vì học sinh học trung học phổ thông thì nói chung cũng rất là quan trọng, bởi vì học trung học phổ thông tốt ở những trường tốt á, mới có thể vào những trường đại học tốt được ha. Và học sinh trung học phổ thông năm thứ nhất, năm 1 để học phí học dạy kèm á, một măng 3 sen 200 yên cho 50 phút kèm một học viên. Nếu như mà hai học viên học 50 phút đó thì sẽ là 9 sen 900 yên. Thì nói chung là nếu mà kèm một thì nó sẽ đắt hơn, còn kèm hai thì sẽ rẻ hơn, hoặc kèm ba, hình như thường là kèm tới 2 hoặc 3 thôi chứ người ta không kèm nhiều nữa hay sao đó, mình thấy thì như vậy ha. Rồi năm thứ hai là kèm một học viên cho 50 phút là một măng 4 sen 400 yên, và kèm hai học viên cho 50 phút là một măng 900 yên. Và năm thứ ba là kèm một học viên thì 50 phút là một măng 5 sen 800 yên. Kèm hai học viên là 50 phút là 2 măng 3 sen ha. Thì rất là đắt. Như vậy thông thường học sinh phải theo học khoảng một tuần khoảng 4 buổi duy cư. Như vậy nếu tính trung bình số tiền học thêm mỗi tuần là khoảng 5 măng thì bạn cứ tính đi một tháng là khoảng 20 măng ha, rất là cao. Có nhiều khi mình đi làm arubaito một tháng chưa được 20 măng nữa, rất là cao. Và ngày càng nhiều có bậc cha mẹ muốn cho con theo học duy cư và chấp nhận trả chi phí cao, thì điều này đồng nghĩa với việc là họ đã chuẩn bị số tiền trước đó rồi ha. Phải để dành, phải tiết kiệm nhiều lắm. Rồi có một số ý kiến khác nữa là một số phụ huynh thì cho rằng ngày nay các trường tư thì cung cấp môi trường học tập tốt hơn so với trường công, và giáo viên thực sự quan tâm đến học sinh, vì vậy khi học sinh có cơ hội có thể đạt kết quả tốt. Tuy nhiên thì đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi, và tùy theo kinh tế của mỗi gia đình nữa, và tùy theo cái phương thức, giống như là tùy theo cái định hướng mà mình giáo dục con cái mình nữa.
Và có một số ý kiến cũng cho rằng là nếu các con học ở những trường tư thì có thể ít tốn tiền đi học di cư hơn, vì ở những trường tư được giáo viên hướng dẫn nhiệt tình hơn ha. Thì trên đây là tổng hợp một số vấn đề xung quanh về học thêm cho con ở Nhật. Thì các bạn nào muốn giáo dục định hướng con thì cũng nên tham khảo. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.